Mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện nên bắt đầu kể cho mọi người về khởi điểm của hành trình này ra sao. Hành trình tham gia MUN hay Model United Nations, hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Bali. Nếu được dùng một tính từ để miêu tả thì mình sẽ chọn clumsy. Đúng vậy, vụng về. Mình vụng về với các thuật ngữ, tiến trình vận hành và làm việc của MUN, vụng về trong phương pháp tìm hiểu và nghiên cứu, cũng như đọc các tài liệu báo cáo với chủ đề chuyên sâu. Thế nhưng vụng về nhất vẫn là trong cách mình đối mặt với sai sót và sự thiếu kinh nghiệm của bản thân. Thức khuya không tốt và mình hoàn toàn không phải là một night owl, nhưng mình luôn bị tâm lý lo lắng kéo mình lai dai tới đêm, ngồi thơ thẩn ăn linh tinh và rồi buồn rầu giận hờn bản thân. Chuyến đi tới Bali, Indonesia tham gia MUN lần này đã giúp mình định nghĩa lại về sự hoàn hảo trong mọi thứ mình làm và khiến cho mình nhận ra cách bản thân cũng như mọi người nhìn nhận mình. Có thực sự là một người extrovert, hướng ngoại hay introvert, hướng nội, nhưng đây là một điều mà mình có thể khẳng định. Chuyến đi lần này là tổng hòa của những thành tựu mà cả Hà Minh Trang introvert và extrovert đã đạt được. Ôi trời ơi, cao cả đây. Không, từ từ, bình tĩnh. Thầy nói cho tôi. Cho con hát thử một lần. Nhưng mà thầy đừng thu. Không muốn nghe giọng con. They lead me through the fields of rice in prayer. Ước mơ về thăm chốn thiêng. So, plan ngày hôm nay của mình hiện tại là 3 giờ. Mình sẽ đi ra sân bay. Tiếp tục nghiên cứu research về chủ đề của hội đồng của mình là UNICEF và chủ đề của mình là Child Abuse and Exploitation, tức là bạo hành và bóc lột trẻ em. Ở MUN, mỗi cá nhân sẽ lựa chọn một quốc gia mà mình muốn trở thành đại biểu đại diện và hội đồng, cơ quan mà mình muốn tham gia tranh luận, đề xuất giải pháp. Ví dụ như UNESCO, UNICEF, WHO, mình đã chọn Mexico, một quốc gia cộng hòa liên bang nằm ở khu vực Bắc Mỹ làm đại diện và tham gia vào Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF để thảo luận đưa ra các nghị quyết đấu tranh cho trẻ em và quyền trẻ em trên toàn thế giới. Đó là thói quen của mình, mỗi khi đọc bất cứ thứ gì thì đều phải đứng lên đi lại khắp nhà, ngoài hành lang hoặc trên máy đi bộ. 15 đặc biệt là trong những ngày sân bay quốc tế Nội Bài vắng như thế này, mình lại càng tranh thủ đi lang thang khắp sân bay. Ok, giờ thì hẹn gặp lại mọi người tại sân bay Changi, Singapore sau 4 tiếng nha. Welcome to Singapore! Sân bay Changi chắc chắn là một trong những sân bay đẳng cấp nhất thế giới, giống như một khu complex phức hợp với đủ các cơ sở vật chất và điểm check-in độc đáo. Bởi vì chuyến bay gần nhất là vào 8 giờ sáng ngày mai nên mình với mẹ sẽ dành một đêm tại Singapore. Khách sạn Ariel là khách sạn mà mình với mẹ sẽ ở, được đặt trên một tầng so với không gian chung nên đảm bảo sự tĩnh lặng để nghỉ ngơi. Mà lựa chọn thức đêm của mình lúc nào cũng sai lầm, bởi vì sáng hôm sau mình đã ngủ trong tình trạng máy vẫn sáng và AirPod đè lên tai. Vẫn là tôi với sự cố chấp và ảo tưởng khả năng kinh niên mãi chưa sửa được. Sân bay rất rộng, nhưng tiếng ồn lớn thì hoàn toàn không nghe thấy. Đó cũng là điểm mình thực sự rất thích khi nói tới văn hóa, sự văn minh ở Singapore. Cho bữa sáng hôm nay, mình gọi vegetarian set, còn mẹ mình gọi Japanese bento. Thank you. Trong phần ăn chay của mình có rau ô liu Trung Quốc khá đặc biệt. Còn của mẹ thì đọc mới phát hiện. Đây là jasmine rice, cơm hoa nhài. Một loại cơm có mùi hương được trồng chủ yếu ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Cambodia, Thái Lan. Đây là một điều mình học từ nhà văn Tô Hoài. Ông là một người có sức ngốn chữ khủng khiếp vì ông đọc bất cứ thứ gì có chữ. Và vì thế, bây giờ khi đi đâu, mình cũng cố gắng đọc để hiểu hơn về mọi thứ xung quanh. Việc chăm chú đọc hơn sẽ giúp chúng mình nhìn được cả một nền văn hóa và hành trình mà các nguyên liệu, đồ ăn đã trải qua để có mặt trên đĩa của chúng mình. Cảm ơn Singapore vì sự tiếp đãi tuyệt vời này. Giờ mình phải bye bye để tiếp tục hành trình tới Bali đây. Nước biển Bali xanh quá, hu hu. Sân bay nói lên rất nhiều về văn hóa. Và trên đường tới khách sạn, mình cũng đã kịp nhìn ngắm các kiến trúc tôn giáo ở đây trước khi lăn ra ngủ há hốc mồm. Còn 1-2 tiếng nữa là lễ khai mạc sẽ chính thức bắt đầu. Mình lại tranh thủ cơ hội ngồi làm nốt research. Tối nay mình không có cơ hội quay lại nhiều bởi vì mình mải làm quen và nói chuyện với mọi người. Ngay sau tối nay thì sáng hôm sau, MUN sẽ bắt đầu với 5 phiên thảo luận kéo dài tới tận chiều. Và mình sẽ dẫn mọi người theo vào ngày hôm sau nha. Quack.
Good morning, hiện tại là 8:30 và chúng mình sẽ có một tiếng để hai anh chị chủ tọa và đồng chủ tọa phổ biến quy định chung, các tiến trình làm việc và phương pháp vận hành. Ở đây, các đại biểu sẽ được đề xuất một motion, và motion có được thông qua hay không sẽ phụ thuộc vào số vote. Mỗi lần vote, các đại biểu các nước sẽ giơ cao bảng tên nước như thế này. Vì lần đầu tham gia, nên trong 4 năm motion đầu, mình chưa dám ghi tên vào speaking list, tức là danh sách những đại biểu muốn đưa ra tiếng nói về một chủ đề nào đó. Vừa rồi là record của motion thứ 8 và mình vừa đưa ra một khung cơ sở mà mình nghĩ dựa vào đó. Sau này, mình cũng như khối liên minh của mình đã được đánh giá rất cao về mặt tư duy. Giữa các phiên đều sẽ có các coffee breaks và như mọi người đã thấy, ban tổ chức bày đa dạng các món snacks cũng như các loại bánh truyền thống của Indonesia. Hai hình thức thảo luận chính thức ở Moon đó là Moderated Caucus và Unmoderated Caucus. Moderated Caucus, một cuộc họp kín có điều hành sẽ giống như khi nãy, hai chủ tọa ngồi trên và điều hành tiến trình hoạt động của phiên họp. Unmoderated Caucus, một cuộc họp kín không điều hành sẽ giống như mọi người đang nhìn. Các đại biểu sẽ tụ họp lại để cùng thảo luận và sau phải thành lập một block, giống như là một khối, một liên minh các quốc gia nhằm thông qua draft resolution, tức là dự thảo nghị quyết. Điều mình đã làm được là sử dụng triết lý AA, CCC và EEE làm khung cơ sở để viết nên nghị quyết. AA là viết tắt của Agenda for Action, CCC là viết tắt của tuân thủ, thỏa hiệp, phối hợp. Cuối cùng, EEE vì giới trẻ, cùng giới trẻ, từ giới trẻ. Và qua triết lý này, mọi chiến lược được đưa ra đều phải xuất phát từ suy nghĩ cho thế hệ trẻ. Sau 5 phiên họp thì chúng mình tập trung ra bên ngoài để chụp ảnh lưu niệm. Yeah. Nice to meet you. She's really pretty. Can you like show people no, how pretty true. You are? It's not true. Hi. Hi. You first, Ken. My name is Ken, and we're here at the beach in Bali. Yay! Hi, my name is Han. Vietnam. I'm Vietnamese also. I'm Akansha. I'm from India, and I'm representing Argentina. What? Not everyone. Indonesian. Om Swastiastu. Really had fun today. I think I'm the happiest when I learn a lot from people. And today I hear a lot of, you know, inspiring stories. Oh my god, where's my face? That's, you're all from the Asian countries. I'm really proud of Vietnamese culture, our, you know, country's government. When I hear other people talk about theirs, well, we all have problems. We're all trying to solve things. We're doing our best. I just climbed up. Thank you, bye! Tips are too much for your heart. Cinta kamu. You don't have to. Tối nay sẽ diễn ra lễ bế mạc và đêm văn hóa, sự kiện cuối cùng để kết thúc chương trình. Và mình sẽ diễn Hello Việt Nam vào tối nay. Modern version. I would like to say thank you to the Philippines friend because you guys have been really supportive. It will be very simple. It's called Hello Vietnam. Tell me all about this name. That's difficult to say. It was given to me the day I was born to you. Say Xin Chào Vietnam. Thank you. This delegate, if anything, memorable, both in fashion, fun hair.
hairstyle, and of course, their solution. Perhaps they are also the mother of their block. And thus, this award goes to the delegate of Mexico. Please come to the stage, Delegate. Congratulations. Congratulations to the See you in the next event of the Asia Youth International Model United Nations Offline and Virtual Conference. Goodbye. Akansha, come here. Let's do a vlog. Like, hi. Hello. It's 2:30. We're down at the lobby to get boba. Yay for the team! Everyone's sleepy, everyone has to go to the airport tomorrow, but we still have to have fun. Yeah, because that's why we run on coffee and boba. Yeah, because it's the last day. I get to see Akansha! Ở đây các nhà vệ sinh đều có biển hiệu nam nữ rất sáng tạo, được tạo thành từ bức tranh tách rời nhưng lại có mối liên kết rất thú vị. Ở sân bay mình cũng bắt gặp kiểu biển như thế này. Mọi người thấy sao về ý nghĩa của những bức tranh như thế này? Comment cho mình biết nhá. Không biết mọi người thấy sao, nhưng nghe ơi đường phố Bali rất giống Việt Nam và làm mình tưởng tượng đến Cần Thơ. Nhìn chung, mình nghĩ đường xá của các quốc gia Đông Nam Á có lẽ đều na ná nhau. Hai bên đường đi và cửa bay đều có các mẩu thông tin nhỏ như thế này về ngôn ngữ và văn hóa Bali. Trihita Karana là một câu nói để lại cho mình nhiều ấn tượng, chuyện rồi sẽ xảy ra và đi theo quỹ đạo của nó. Điều tốt đẹp không bao giờ là không tồn tại trong những trải nghiệm. Và mình nghĩ rằng sau chuyến đi này, mình đã học được một điều là phải tin tưởng hơn về tương lai, bớt suy nghĩ thừa và lắng lo về những điều không cần thiết, tập trung cho hiện tại và tiếp tục làm tốt những gì mình đang phải làm. Chuyến đi này đã củng cố một niềm tin của mình trong mọi vẻ đẹp mà mình chứng kiến, con người luôn ở đó. Nếu không có con người thì giá trị của bất cứ vẻ đẹp nào cũng không còn nguyên vẹn. Mình vui nhất vì đã nhìn thấy những em nhỏ sống trên đảo rùa và được lắng nghe câu chuyện của các em. Dù còn rất nhiều nhiệm vụ đang chờ mình ở phía trước, mình tin rằng khởi đầu này là một khởi đầu đẹp cho mình. Mình nghĩ lý do mình nhận được giải thưởng lần này một phần tới từ sự thể hiện của mình trong phiên họp kín có điều hành, nhưng phần còn lại chắc chắn phải tới từ sự nhiệt thành, khả năng lắng nghe, điều phối và lãnh đạo trong khối. Mình biết mình còn rất nhiều để cố gắng, nhưng mình muốn cảm ơn cơ hội này. Cảm ơn gia đình, đặc biệt là mẹ đã đồng hành cùng mình trong cả chuyến đi. Cảm ơn những người bạn mà mình đã may mắn được biết, được hiểu và học hỏi từ câu chuyện cuộc đời, trải nghiệm của họ. Và cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã ở đây cùng mình. Mình là Hà Minh Trang.